gió hiu hiu, nắng nhẹ nhẹ. Dưới bóng cây trong vườn, ăn mập đang trùng nón say giấc mộng đẹp, mơ về mấy món ngon. Thì từ trên cây rụng xuống một quả, làm ăn mập giật mình tỉnh giấc. Nhưng thay vì nghĩ ra định luật vạn vật hấp dẫn như Newton, thì ăn mập lại nghĩ ra món ăn hấp dẫn trong đầu, làm ăn ta không thể ngủ tiếp được nữa. Chạy đi nấu ăn thôi. Hôm nay ăn mập có tôm và sườn heo này, không biết sẽ chủ tài làm thành món gì nữa đây. Ngồi trên chiếc ghế tre của tổ tiên truyền lại, ăn mập dùng một cái que bắt đầu bắt tay vào sơ chế tôm. Từng con tôm được ăn mập cẩn thận rút sạch phần ruột ra, nói thật từ bé đến giờ tôi toàn ăn cả con, chứ không biết con tôm có ruột luôn. Ngồi nửa ngày, cuối cùng cả đàn tôm cũng được làm sạch rồi. Tiếp theo ăn mập đổ nước vào cái chảo gang mà ông cố của ông nội ăn để lại, sau đó cho sườn vào, thêm chút gừng nữa, rồi đun lên để luộc sơ qua. Sao không mua cái bếp ga cho nó khỏe, chứ đun bếp lửa như này, chảy hết nước mắt rồi ăn mập ơi. Ăn mập mồi lửa qua bếp lò, cái bếp này chắc do bố ăn mập để lại cho ăn đây. Bắc cái chảo khác lên cho nóng, rồi cho thêm dầu ăn, đảo cho dầu nóng đều. Ăn mập cho từng chú tôm ban nãy vào tắm trong chảo dầu ấm áp. Nhìn chảo chảo dầu bắn tung tóe thế này chắc là mấy con tôm đang bơi lội rất vui vẻ đây. Thôi thì cho luôn cả đàn vào chung cho bọn nó có bạn có bè, càng đông càng vui mà. Mây trôi lững lờ, thời gian trôi qua, sau một lúc được bơi lội thoải mái trong chảo cộng với sự trợ giúp của đôi đũa, cả đàn tôm đã khoác lên mình một bộ đồ mới màu đỏ, trông thật bắt mắt. Không chỉ nhìn đẹp, mà bọn nó còn cho mình cảm giác thơm ngon nữa. Không chỉ cho tắm dầu, bây giờ ăn mập còn đổ thêm nước vào đàn tôm nữa. Quay qua bên cạnh, mấy cọp sườn sau một lúc lâu được tắm nước nóng, cũng đã chín rồi. Bây giờ sẽ được đem qua ở chung với đàn tôm. Tôm ơi thương lấy sườn cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một nồi. Nhiều điều phủ lấy giá gương, đồ ăn cùng chảo chung đường ra đi. Ăn mập lấy ra một cái chén, cho vào đó ít muối rồi đổ nước tương vào. Đảo đều lên. Sau đó cho vào chảo. Trộn đều lên cho tôm và sườn ngấm gia vị nào. Nhìn thôi đã thấy thơm rồi. Bụng tôi đã bắt đầu đánh trống rồi đây này. Cái này mà có một chén mù tạt và hai lon bia thì còn gì bằng nữa. À mà các bạn nhớ đăng ký và theo dõi kênh giúp mình nhé. Để mình làm thêm nhiều video hay cho các bạn xem nhé. Ăn mập vẫn còn hành hạ tôi và các bạn, vẫn chưa chịu ăn đi, còn cắt quả gì vào nữa vậy. Bọn tôm với sườn chắc cũng ấm ức lắm rồi, xử lý nhanh lẹ đi chứ hành hạ người ta ác quá ăn mập ơi. Nấu từ lúc mặt trời trên đỉnh đầu đến khi xuống núi rồi mà vẫn chưa đến bước cuối cùng nữa. Không lẽ ăn mập định dùng cả ngày để nấu món này thôi sao? Nhìn gần vào thì có vẻ là xong rồi này, tôm, sườn ngấm đều nước sút, màu vàng đẹp mắt rồi. Nếm thử một con xem nào, nhìn cái mặt hí hửng của ăn mập thì chắc là cái bụng cũng gọi nãy giờ rồi chứ gì nữa. Ô, ăn định ngồi đây ăn luôn hay sao mà lại bốc con nữa vậy, ít ra cũng nên đem ra chỗ khác ngồi cho ăn ấy ăn bọn tôi nhìn kỹ hơn chứ. Ông ăn bằng miệng thì cũng phải cho bọn tôi ăn bằng mắt nữa chứ. Lại còn cắt cơn thêm một cọng sườn nữa kìa. Ông cứ ăn như thế này thì bảo sao không mập. Thôi ông ăn mình ông luôn đi. À mà các bạn nhớ đăng ký và theo dõi kênh giúp mình nhé. Để mình làm thêm nhiều video hay cho các bạn xem nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.